hào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng, vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ gia Việt Nam lâm thời, tiếng nói cục dân vận. Trân trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng, tiếp tục sự nghiệp, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào, thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em tốt thực Việt Nam, chúng ta vì dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Nếu như vậy này, sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng nước tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắng mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Liền chết oai linh, liều đường bất khuất
dân thờ, voi hùng chết để gặp ngàn hồn thiêng xa bay, nhưng da vẫn còn lòng tưởng kính hương một liệt sĩ. Tiếng nói cục dân vận xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, và kính chào đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Lời cầu nguyện trân trọng kính mời Tổng thống cùng quý đồng nhiệm và đồng bào nghiêm trang cùng dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, phù hộ độ trì cho chúng con sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời Tổng thống cùng quý đồng nhiệm và đồng bào theo dõi chương trình. Bài hát trong sâm lăng ta lưu truyền lại trong dân gian, từ Trưng Vương đánh Tô Đình quân Hán tiêu tan, cờ Phất giữa Mê Linh truyền nữ tướng Lê Trân, cùng toàn quân cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong sâm lăng ta lưu truyền lại cho dân Nam, bạch đằng giang những chiếc thuyền phơi sắc ngổn ngang, cùng với hưng đạo vương thể quyết giữ giang sơn, thể quyết đánh quân Nguyên thoát hoang che dài. Thank you.
xin tất cả quý vị chuẩn bị vào nghi lễ đăng quang. Please be prepared for the coronation. Following is the oration to heaven and earth by Major General Mr. Thắng Nguyễn. Văn cáo tới trời đất, xin kính mời Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng. Việt hỡi những ai đã hy sinh vì dân chủ tự do, vì độc lập, vì an nguy của đất trời Việt Nam. Hỡi những tấm lòng son sắt hiển linh bất tử với núi sông, xin cùng về đây hôm nay. Này đinh mùi giờ hoàng đạo, tháng quý hợi năm mậu tuất, nhằm giờ ngọ 11:11 ngày 11/11 năm 2018 dương lịch Nga. Xin chứng giám cho chúng con là dòng dõi đã không, vì loài cẩu phi xâm lăng cương thổ, phải tạm lìa xa đất tổ, thành tâm tụ họp nơi xứ người. Sa mạc tụ nghĩa kính bố cao cùng thiên hạ, với lễ bạc lòng thành muốn người như một. Thành kính bái thiên địa chư vị linh thiên chứng giám, nhớ xưa quốc tổ hùng vương dựng nghiệp mở nước văn đang, dựng nền văn hiến cơ đồ nghìn thu vững trái. Đinh Lê Lý Trần xây nền tự chủ, muôn người sống khôn phát thiên cho tổ quốc trường tồn. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song thức giả xưa nay không thiếu. Dù vẫn nước thăng trầm, nhưng anh thư hào kiệt thời nào cũng có. Tuấn kiệt xuất thiếu niên, phù đồng thiên vương, làm giặc ân vỡ mật kinh tâm, hiển hoa anh linh thánh sống ngời.
gái đất Việt ba triệu ba chữ làm thẹn lòng quân tướng Hán triều. Hồng đạo đại vương chiến công hiển hách, ba lần đại phá Mông Nguyên sử sách khắc ghi. Lê Thái Tổ lòng đại nhân, mười năm nếm mật năm gai, núi rừng Lam Sơn tụ nghĩa. Bình Ngô đại cáo vang vọng khắp non sông, dựng xây nước nhà độc lập. Lấy trí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn. Đại đế Quan Trung anh hùng áo vải, chiến công kinh động bắc phương, đánh cho sự chi năng quốc anh hùng chỉ hiểu chủ. Thời Khang Sắc vua Hàm Nghi tuổi nhỏ, lòng không nhỏ hùng xám yên thế, Hoàng Hoa Thám làm kia phía Tây Dương. Nguyễn Thái Học dù đầu rơi, lòng không thẹn cùng núi sông biên tổ. Thẹn nổi lúc quỷ đó xâm lăng dày xéo nơi đất mẹ, chúng con phải dứt áo ra đi. Lòng nung nấu một ngày về phục quốc, bọn cộng phỉ tham tàn, phi nghĩa phi nhân, nướng con đỏ trên lửa hầm tai vạ, bán đất dòng biển cam lòng làm lễ chiêu thống thời nay. Cộng sáng cắn gà nhà, đầy đọa nhân dân, bia miệng ngàn năm nguyên rủa, khiến lòng dân than oan, hận thù ngất tận mây xanh. Vì vậy, chúng con là hậu duệ Đinh Lê Lý Trần Đào, xuất thân từ Việt Nam Cộng Hòa chính nghĩa, yêu nước thương dân, không cam tâm nhìn tiền đồ tổ quốc đang thương, chẳng cam lòng để mất nước vào tay xài lang quỷ đó. Nên lòng đau đớn sôi sục nỗi niềm máu cứu quốc, sa mạc tiền tu hơn phần tư thế kỷ, nắng cháy cát mù gió sương tuyết lạnh cắt ra lòng không sờn, quyết tìm phương cứu nước. Giết cộng phí không dùng đến binh đao, phá giặc tàu không đổ máu không thấy người ngã xuống. Trọng nhiệm thủ tướng gánh nặng trên mình, phần tư thế kỷ trái dạ với non sông. Nhẫn nại nằm gai nếm mật, được đồng bào tín nhiệm thúc giục học theo gương người xưa, quán chung cờ đào Phật ngơ. Lê Lợi áo vải tung, quyết cùng trí giả anh thư hào kiệt tứ phương, tay thập tự giá áo khoác cà sa, sa mạc trời lộng gió hưng kỳ xuất chiến, lời sấm giảng này đã ứng nghiệm. Cờ đào rồi sẽ xuất chinh hội đình, minh quân là chữ trên mình, tân dân thay thế búa liềm,
từ sa mạc vắng tiên thiên hưng kỳ, đánh dẹp loài cộng phỉ. Ngày vô là cuối tháng ba, ngày ra vội và gấp 10 lần vô, uống công tướng sĩ nhà hồ. Rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay, hôm nay giờ linh hoàng đạo, trên có trời cao xanh lồng lộng, dưới có đất rộng mênh mông. Toàn thể tất cả giới chức đại biểu đồng nhiệm thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, quyết cùng nhau hiệp lực dương cao cờ đại nghĩa, chung vai sát cánh nói gương tiền nhân. Sương gió chẳng mềm lòng, đắng cay không nhục chi, dù thịt nát xương tan bền gan vững chi, quyết tâm theo mệnh lệnh của quốc dân đồng bào, thể hiện qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Thành tâm khẩn nguyện, kiên tâm triệt cộng giúp dân, cứu nước chẳng màn gian nan, dân tâm lòng son chẳng tự hào, tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giáng sơn một cánh giả hồng đào, hiểu chi cánh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàn khao. Giữa sa mạc mấy mù, gió lộng đất khô, chúng con cùng nhau thắp nén tâm hương, thề quyết chí muốn lòng như một, gìn giữ hồn nước dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, muốn người như một, quyết dẹp lũ cộng tà ngăn giặc tàu xâm lược, lấy lại đất tổ thề không làm khổ dân, mở toang cửa ngục tù nội địa, giải cứu đồng bào cho bé được học hành, trẻ có tương lai, người già an ủi, thọ thuyền phấn khởi, nông công thuận thời. Thương gia lộng phước, mọi nhà ấm mơ yên, đất nước thanh bình, dân Việt được hiên ngang, sánh vai cùng năm châu thế giới. Đại Nam Việt quốc thượng ngôn đao, minh đạo tân dân hưng quốc ân, xin trời cao chứng giám, phù trì cho đại trí nghiệp viên thành, đào minh quân cùng toàn thể đồng nhiệm chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa,
kính cao cùng thề nguyện trần đại. Giờ khắc thiêng liêng đã đến, chúng tôi xin giới thiệu nghi thức nhận trọng nhiệm tổng thống. It is a special moment to present the presidential inauguration ceremony. Trân trọng kính mời Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đào Minh Quân. Sa mạc Adelanto thuộc tiểu bang California, với sự chứng kiến của đồng bào trong ba thế hệ Việt Nam, gồm có lão niên, trung niên và thanh niên, cùng với quý vị trong Thượng Hội đồng Quốc gia và các giới chức cao cấp, quý vị đại biểu, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đến từ Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu và Bắc Mỹ. Tôi là Trung úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trước hết, xin thắp nén tâm hương, tế cáo thiên địa,
và sau là trân trọng trình lên quốc danh đồng bào Việt Nam những tâm tình, mục đích và chương trình sơ lược. Sau khi tôi quyết định nhận trọng nhiệm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Như trong bài diễn văn đọc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tố cáo mạnh mẽ chủ nghĩa xã hội hay chế độ cộng sản đang áp dụng tại Trung Quốc và tại Việt Nam như sau. Thực sự, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng chỉ đem lại đau khổ, tham ô và suy đồi. Tham vọng bá quyền của chúng dẫn đến bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Vậy tất cả mọi người, quốc gia trên thế giới cần phải chống lại chủ nghĩa xã hội, vì nó mang lại cảnh bằng cùng khốn khổ cho tất cả mọi người. Nguyên văn Anh ngữ như sau: Virtually everywhere socialism or communism have been tried, it has produced suffering, corruption or decay. Socialism's thirst for power leads to expansion, incursion and oppression. On nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. Kính thưa, kính thưa đồng bào, quý vị và các bạn, Việt Nam chúng ta có một lịch sử hào hùng trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Tuy vận nước có lúc thăng trầm, nhưng trung liệt hiền thần thời nào cũng có phải phải gì, và họ mãi mãi vẫn là niềm tự hào và ngưỡng vọng của các thế hệ mai sau. Vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, vì cha ông của chúng ta đã sơ suất để cho Tàu Cộng lừa gạt, dùng tên gián điệp Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam, lập ra đảng Cộng sản để đem tà thuyết và chủ nghĩa Cộng sản vào tàn phá nước ta, gây ra biết bao tang thương, thống khổ, tạo ra một thời kỳ đen tối, đớn đau, nghiệt ngã nhất trong lịch sử của dân tộc. Những kinh nghiệm đắng cay và đổ vỡ đã trải qua dạy cho mỗi con người Việt Nam cũng như toàn nhân loại bài học sâu sắc để phải cẩn trọng hơn, nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn nhân sinh quan cho chính mình và đất nước. Nghĩa cộng sản chỉ là bá đạo, chúng tuyên truyền và sử dụng tà thuyết vô thần, phi nhân làm cốt lõi, tạo ra một tập đoàn lưu manh, ác độc, xảo quyệt, lừa mị tinh vi, tích tụ những thứ xấu xa, biên dị, độc hại và bại hoại nhất trong lịch sử loài người. Không tội ác nào chúng không dám làm. Đó là bản chất của cộng sản cần phải bị tiêu diệt. Quốc gia tung vong, thất phu hữu trách. Từ trong hoang tàn tâm tối và đổ nát, vẫn còn có những nhà ái quốc cố gắng
gìn giữ tinh hoa của dân tộc, được hồn thiêng sông núi và anh linh thánh tổ Độ Kỳ đã cùng nhau đứng lên quyết tâm nối gót tiền nhân để phục hưng và kế tục truyền thống vẻ vang của dân tộc. Truyền thống đầy tự hào, họ là những con người xuất chúng với những phẩm chất đạo đức trong sáng cao thượng, có lòng yêu nước thương dân đậm đà, có tài kinh bang tế thế, đã trải qua một thời kỳ rất lâu dài của dân tộc mới sản sinh, mới xuất sinh tôi luyện được. Bằng một sức sống và ý chí mãnh liệt, họ đã kiên trì miệt mài hơn một phần tư thế kỷ để xây dựng nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với chủ trương lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, là nền tảng để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Với kỳ vọng đất nước được cường thịnh, tự do, dân chủ, độc lập thật sự, và để người dân sẽ được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc trong một xứ sở thanh bình và thạnh trị. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã đem hết lòng chí thành, hy sinh giúp dân cứu nước, nên mới quy tụ được những chiến sĩ, những vị thức giả, những anh thư hào kiệt, những nhà ái quốc, có ý chí kiên cường, anh dũng, có lập trường quốc gia dân tộc chân chính, có sự bền bỉ trung kiên bất khuất của nòi giống Việt, đã tận dụng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng đồng hành trong nhiệm vụ tối quan trọng và thời kỳ hưng vong của đất nước, là phải giải thể chế độ Cộng sản phản dân hại nước, đương đầu với hiểm họa diệt vong do bọn Tàu Cộng phá quyền xâm lấn bờ cõi, để đem đến cho dân chúng một đời sống hạnh phúc, thanh bình, no ấm trong một đất nước có tự do, dân chủ và nhân quyền để sánh vai cùng năm châu thế giới. Đó là ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Để thực hiện được mục tiêu đó, nên Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải được sự hậu thuẫn của toàn dân, phải là niềm tự hào, là nơi tập trung tinh hoa của đất nước, là nơi quy tụ tất cả mọi thành phần quốc gia chân chính, những chiến sĩ dân tộc quả cảm, những anh thư hào kiệt và các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh, thế hệ chủ lực của nòi giống, tất cả phải nô nức tụ hội dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa quốc gia, cùng hòa vào dòng sinh mệnh của dân tộc như rồng mây gặp gỡ. Những ước mơ thăng hoa, khát vọng được cống hiến cho tổ quốc. Rồi đây, vũ trụ được canh tăng, trời đất xoay vần, càn khôn vận chuyển, ứng với vật cùng tất tiên. Đó là lẽ huyền thông của vũ trụ, sẽ đưa dân tộc Việt Nam chúng ta bước vào một vận hội mới, kỷ nguyên tân dân chủ của nhân loại. Tất cả các giới chức thành viên của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa
đều phải xác quyết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Phải có tư cách, sống đạo đức, biết tự chủ, chí công, vô tư, cần kiệm, liêm chính, hoàn thành tốt sứ mệnh mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Phải nhất quyết cùng toàn dân tận diệt cho được chế độ tà quyền cộng sản để khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Trong kỷ nguyên tân dân chủ đầy nhân bản và tình người, để con thuyền quốc gia vượt trùng dương đón ánh quang huy mới đến bến bờ tự do, để bánh xe Việt Nam sẽ bắt nhịp cùng thời đại văn minh của thế giới. Những ai đã thông tỏ huyền vi của tạo hóa, lẽ hư suy của thời cuộc, xuyên thấu mọi nguồn căn của lịch sử, tất sẽ nhận ra đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là thể hiện năng lực và ý chí của quốc dân và tuổi trẻ Việt Nam. Đang trở thành sức mạnh đại kết của quốc gia, đó là thế tất yếu và tất thắng của dân tộc, mà không một ai, không một thế lực phản quốc nào có thể ngăn cản được. Hôm nay, dù trời gió lộng, dù mọi điều kiện và hoàn cảnh còn chưa hoàn toàn như ý nguyện, nhưng tôi quyết định chấp nhận sự đề cử của quốc dân đồng bào và sự thỉnh nguyện của quý vị đại biểu, quý giới chức, thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, với lòng chân chính, nhiệt thành, muốn giúp dân cứu nước. Dân vi quý, xã tắc tứ chi, quân vi khinh. Tôi chấp nhận trọng nhiệm tổng thống vì hồn oan của hàng triệu chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã chết tức tưởi tại Biển Đông, nơi rừng sâu núi xa và trát trong các nhà tù âm u của Cộng Việt. Tôi chấp nhận trọng nhiệm tổng thống trước vong linh liệt sĩ, các vị anh hùng vô danh, trước bài vị của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, để chứng minh chiến sĩ quốc gia luôn có tấm lòng son sắt, chung kiên với Tổ quốc, hết lòng vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu, để chứng minh quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn có Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Việt Nam Cộng Hòa để tan cuốn ơi! Việt Nam Cộng Hòa để tan cuốn ơi! Việt Nam Cộng Hòa để tan cuốn ơi! Cho dù Việt Nam Cộng Hòa bị chôn vùi, nhưng chưa chết. Chưa chết! Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hề đầu hàng Cộng sản Việt Nam, mà đã trở thành tốt tử, vẫn sống mãi trong sự yêu thương của đồng bào, trong tim óc, trong huyết mạch của các thế hệ Việt Nam. Tôi chấp nhận
Tổng nhiệm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ngay trên đất nước đệ nhất cường quốc này, để chứng minh Hoa Kỳ và các nước tự do không bỏ rơi, không phản bội chúng ta. Tôi chấp nhận trọng nhiệm tổng thống để hồi phục danh dự và lòng ái quốc của đồng bào. Để cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam kiêu hùng, có đạo đức, kỷ cương, theo truyền thống anh dũng, bất khuất của tổ tiên, của cha ông, loài giống Hùng Việt. Để người dân có chủ quyền, được vinh dự là công dân của một nước Việt Nam Cộng Hòa. Không phải là nô lệ cho Cộng sản, không còn bị cầm tù trên chính quê hương của mình, để mai hậu con cháu được hãnh diện sánh vai cùng cộng đồng nhân loại. Sau cùng, tôi chấp nhận trọng nhiệm tổng thống để đặt mình trong tư thế sẵn sàng tuân hành mệnh lệnh của toàn dân, đứng ra giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Tôi nhận trọng nhiệm tổng thống để đứng ra giải quyết những vấn đề trọng đại gây tang thương kiếp nạn cho sơn hà xã tắc, ảnh hưởng đến an nguy của bá tánh và quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng. Trước mắt là tình hình căng thẳng tại Biển Đông và mật ước thành đô cận kề có thể xóa bản đồ Việt Nam, biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Vậy mật ước thành đô là gì? Đó là một hội nghị quan trọng diễn ra trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 giữa hai nhóm đầu xỏ quyền lực cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam, gồm có 5 người tham dự. Về phía Tàu có Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và Lý Bằng, Quốc vụ viện kiêm Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Về phía Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng, Đỗ Mười, Thủ tướng cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và Phạm Văn Đồng, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị này diễn ra tại thành đô Jeju thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Sichuan, Tây Nam của nước Tàu, nhưng không hề được tiết lộ hay thông qua bất kỳ một cơ chế nào kể cả Quốc hội và Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Cho tới nay, chưa có một đảng viên Cộng sản nào, kể cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Kim Ngân hay Nguyễn Tấn Dũng, đều không thể biết được nội dung của mật ước thành đô. Vì Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đều đã chết. Bọn đầu xỏ Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ biết cúi đầu vâng phục Tàu Cộng để duy trì tư lợi, bất kể tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam. Sau hội nghị thành đô, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi hiến pháp của họ 1992, ký kết hai hiệp định với Tàu về biên giới trên đất liền và trên Biển Đông,
cho tàu khai thác bô xít trên cao nguyên Nam Trung Phần và dự án cho tàu xây dựng ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc là lộ trình gần như để tạo cộng chiếm đóng các cộng điểm chiến lược của Việt Nam, dễ dàng biến nước ta thành khu tự trị trong đế quốc Tàu. Vì vậy, người Việt Nam chỉ còn một chọn lựa duy nhất là phải đoàn kết cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ những cam kết của mật nghị Thành Đô thì mới mong thoát cảnh bị Tàu đô hộ một lần nữa. Bằng chứng ban nước của Cộng sản Việt Nam quá rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhượng hơn 900 cây số vuông vùng biên giới phía Bắc cho Tàu Cộng theo Hiệp ước Việt Trung năm 1999, chúng nhượng hơn 16.000 cây số vuông phần đất thuộc vịnh Bắc Phần cho Tàu Cộng qua Hiệp ước Việt Trung năm 2000. Năm 2007, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng đã bằng lòng ký kết nhượng tới 1.800 cây số vuông cho Tàu Cộng ở Long Đình và Đắk Nông để chúng khai thác bô xít. Năm 2008, Tàu Cộng lập áp lực chính trị và đặc biệt tài chính với Hà Nội để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấp nhận cho tập đoàn Formosa Plastic mở một nhà máy gang thép tại Hà Tĩnh cùng một nhà máy nhiệt điện ở ngay bờ biển, với kết quả bi thảm đối với sự sống còn và môi sinh của các tỉnh miền Trung như quý vị đã biết. Năm 2013, Cộng sản Việt Nam ký 10 văn kiện hợp tác chính thức cho phép Tàu Cộng can thiệp vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và xã hội. Tàu Cộng đã lợi dụng để đem công nhân của chúng xâm nhập vào Việt Nam. Những công nhân đó toàn là quân đội trá hình, trong khi đối với nhân lực trẻ của Việt Nam, chúng áp dụng chính sách xuất khẩu lao động làm lao đô khắp thế giới. Theo Hiệp ước Việt Trung ký năm 2014, Cộng sản Việt Nam giao cho Tàu Cộng quản lý hai hành lang chiến lược Móng Cái Hà Nội và Lào Cai Hà Nội để tiếp tục giao phần đất có tầm vóc chiến lược quan trọng của Việt Nam cho Tàu Cộng chiếm giữ. Cộng sản Việt Nam qua Quốc hội bù nhìn của chúng còn dự trù thông qua ba đạo luật về đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Văn Phong và Phú Quốc như chúng tôi đã đề cập lúc trước. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam còn cho phép sử dụng nhân dân tệ trong việc giao dịch buôn bán hàng hóa với 7 tỉnh dọc theo biên giới phía Bắc giáp nước Cộng hòa xã hội. Mặc dù chính sách đó đi ngược với các điều khoản hiến pháp của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định. Tiếp theo là chúng chủ trương áp dụng việc cải cách tiếng Việt cho hai tên giáo sư Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại nặn ra để thực hiện mưu đồ đồng hóa giáo dục và văn hóa theo mô hình của Tàu Cộng. Tóm lại, tất cả chương trình kế hoạch của Cộng sản Việt Nam đặt ra đều dựa theo Tàu Cộng. Phỏng theo kế hoạch 1.000 người của Tàu Cộng khởi xướng từ năm 1990, gửi du học sinh, sinh viên qua Hoa Kỳ học hỏi, đánh cắp nền công nghệ cao cấp và làm gián điệp. Cộng sản Việt Nam với nghị quyết 36 của Bộ Chính trị của chúng ban hành
ngày 26 tháng 3 năm 2004, đối với người Việt ở hải ngoại, chúng cũng dùng chính sách gửi du sinh viên, thương gia, bảo lãnh thân nhân, làm hôn thú giả, tu sĩ giả đến các nước Tây Phương, nhất là tại Hoa Kỳ. Và chỉ có con cháu, cán bộ cộng sản làm giàu, nhờ tiền tham nhũng mới có khả năng tài chánh để thực hiện các công việc này. Chúng tổ chức các hội Việt Kiều yêu nước để cài người vào. Chúng tài trợ xây chùa cho một số các cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên đất Mỹ để làm cơ sở kinh tài và để đưa các sư quốc danh tra hình xâm nhập phá hoại. Cộng sản Việt Nam còn đưa người vào các cộng đồng Việt ở hải ngoại mua chuộc các dân cử, làm lũng đoạn hàng ngũ quốc gia chống cộng. Chúng lèo lái các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình tung ra những tin đồn thất thiệt, làm người dân Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại hoang mang, mất định hướng, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, ai là bạn, ai là kẻ thù. Trong quá khứ, khi nước Việt bị Tàu xâm lược thì toàn dân cùng đồng lòng đánh giặc. Nhưng hiện tình Việt Nam thì khác. Dân ta không những bị giặc ngoại xâm mà trên cổ bị ba dòng thắt chặt, đó là Tàu Cộng, Nga Xô và bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy áp lực Nga Xô đã tạm dịu đi, nhưng vẫn còn Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đang chấp nhận làm tay sai. Do đó, nếu không mạnh mẽ hậu thuẫn cho Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nắm chính quyền, thì e rằng họa mất nước và toàn dân phải làm nô lệ cho giặc Tàu là điều khó tránh được. Vì vậy, ông trời là thượng thiên, nhân dân là thiên hạ, là ông trời dưới đất. Tuy từng người trong chúng ta chỉ là những hạt cát, nhưng triệu hạt cát sẽ bao bọc được cả đại dương. Giữa thời khắc linh thiêng này, chúng ta, những con dân Việt Nam chân chính, với niềm tin bất diệt, có ý chí mạnh mẽ, vô song, với khát vọng nhìn thấy nhân dân thoát cảnh lầm than, đất nước được thanh bình, mọi người ai cũng sống trong thanh bình, tâm linh hướng thượng, xã hội công bằng, con người bình đẳng, phải gắn bó với nhau, hậu thuẫn cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để sẵn sàng vào giờ phút tối hậu của đất nước đứng lên diệt tiệt chủ nghĩa cộng sản, đem yêu thương, danh dự và tương lai huy hoàng tươi sáng cho Việt Nam và các thế hệ con cháu của chúng ta. Kính thưa toàn thể quốc dân đồng bào, thưa các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh thân mến, chính tà chân giả đã quá rõ ràng minh bạch, không cần kể thêm những tội ác của Cộng sản Việt Nam với đất nước và nhân dân. Tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt muốn lật đổ giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam thì phải xác quyết triệt để. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là đại diện cho đất nước và người Việt Nam. Phải bước ra khỏi sự kìm kẹp của nó, đứng ngoài nó mới có thể phủ nhận hoàn toàn vai trò và sự tồn tại của Đảng Cộng sản, để không bị nó khống chế, lừa mị, lèo lái. Mọi người hãy bình tâm mà suy xét
hãy để những gì tinh hoa nhất, chân chính nhất, nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mình trỗi dậy, trở về cái chính nghĩa dân tộc, tham gia cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hoàn thành công cuộc lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Đặc biệt là các bạn nam nữ, thanh niên, sinh viên, học sinh, các bạn chính là chủ lực của quốc gia, là tương lai của đất nước, là rường cột của nước nhà. Các bạn cần xóa dần những tư tưởng sai lệch, những tuyên truyền lừa Mỹ, ăn chơi trụy lạc mà Cộng sản Việt Nam vô thần, bát nháo, đầu độc. Các em, các bạn, các cháu phải trở thành những người Việt Nam chân chính, những người mới, tân dân chủ, để góp phần xây dựng đất nước tiến lên cùng năm châu bốn biển. Chúng tôi thấu hiểu các bạn, các em, các cháu sống trong xã hội cộng sản từ nhỏ, bị bóng ma bạo lực cộng sản trù dập, khống chế, đe dọa, nhưng ít nhất một lần trong đời anh chị em và các cháu phải vượt qua nỗi sợ hãi để quyết định tương lai cho chính mình. Đó cũng là trách nhiệm đối với bản thân, với đất nước và các thế hệ mai sau. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà khác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Thưa các vị cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam, trong tâm các vị còn hiểu rõ hơn ai hết về tình thế của đất nước. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của các vị, bị mê muội trong phần lẩn quẩn, hoang tưởng. Con người sống trong trời đất phải thuận theo tự nhiên, trên thuận theo ý trời, dưới hợp lòng dân. Các vị cũng có chung nguồn cội là con cháu Lạc Hồng, phải biết nghĩ, biết lo cho dân Việt, đừng chỉ vì quá ích kỷ, vì tư lợi riêng của mình, vì ham chút quyền lợi, lợi lộc nhất thời, để người dân Việt Nam mãi lầm than cúi đầu, chịu theo kiếp họa nạn giặc Tàu một lần nữa. Quý vị cũng đừng quá yếu đuối nhu nhược mà bị Tàu Cộng uy hiếp, khống chế, lèo lái để bế tắc làm liều. Đừng quên rằng Việt Nam có một lịch sử oai hùng, bất khuất trước mọi thế lực ngoại bang. Chỉ cần xóa bỏ ngay chế độ Cộng sản để nhân dân bầu lên một chính phủ mới, xứng đáng xây dựng đất nước ổn định, cường thịnh, phát huy nội lực toàn dân, thì hiểm họa ngoại xâm tự khắc bị tiêu diệt. Các chế độ khủng bố, phi dân chủ, không có nhân quyền, khó tồn tại trong thế giới văn minh ngày nay. Cộng sản trước sau rồi cũng phải tan rã. Hãy trở về với nhân dân, tiếp tay cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là phúc lớn của toàn dân. Khi đó các vị lại là người có công, được nhân dân Việt Nam ghi nhớ biết ơn. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa, đoàn kết nhân dân. Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi xác định bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đây là cơ hội lịch sử của quý vị. Một là trở thành người có công với đất nước. Hai là tội nhân thiên cổ, tội đồ của dân tộc. Đó là do chính quý vị, các vị phải chọn lựa.
hệ thống tinh cầu dân ý tối tân và an toàn do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cung cấp, được thế giới văn minh ủng hộ, đã được đưa đến tận tay người Việt Nam. Hầu tự quyết định vận mệnh và tương lai của tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Số phiếu kinh cầu dân ý còn minh chứng với thế giới rằng người Việt đồng lòng muốn thay đổi chế độ cộng sản bằng chính thể Việt Nam Cộng Hòa tự do và dân chủ. Ai còn có trí khôn, có sự tỉnh táo, kể cả những cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam, cũng nên thức tỉnh hồi tâm, tham gia trưng cầu dân ý để thoát vòng nô lệ Tàu Cộng. Tất cả các đảng viên Cộng sản Việt Nam phải biết rằng các vị đã mất hơn 80 năm tại miền Bắc và 43 năm tại miền Nam. Những người dân Việt Nam bị Cộng sản cướp nước, những người đang ly hương, tị tổ, cùng với những đồng bào đang bị quý vị khống chế trong nước, chỉ cần 5 phút là có thể bầu chọn được vị nguyên thủ quốc gia, là có thể lấy lại chủ quyền của đất nước, không tốn một viên đạn, không đổ một giọt mồ hôi. Cộng sản Việt Nam đương nhiên phải bó tay, vì không thể nào khống chế được lòng ái quốc và tinh thần bất khuất, thèm khát tự do và dân chủ của toàn dân. Đương nhiên, quý vị, các vị phải thất bại trước đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, với tư cách là Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là người thừa kế hợp pháp của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, chúng tôi chính thức yêu cầu Trung Cộng phải trả lại vô điều kiện cho Việt Nam Cộng Hòa chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và phải trao lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hay phá vỡ tất cả những công trình xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo với mưu đồ quân sự hóa Biển Đông. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu Trung Cộng phải tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, việc khai thác trên đất liền, trên Biển Đông, trong thềm lục địa Việt Nam của Tàu Cộng xem như bất hợp pháp, vi phạm công pháp quốc tế một cách trắng trợn. Với tư cách là Tổng thống, Cộng sản Việt Nam đương nhiên phải bó tay, vì không thể nào khống chế được lòng ái quốc và tinh thần bất khuất, thèm khát tự do và dân chủ của toàn dân. Đương nhiên, quý vị, các vị phải thất bại trước đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, với tư cách là Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là người thừa kế hợp pháp của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, chúng tôi chính thức yêu cầu Trung Cộng phải trả lại vô điều kiện cho Việt Nam Cộng Hòa chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và phải trao lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hay phá vỡ tất cả những công trình xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo
với mưu đồ quân sự hóa Biển Đông. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu Trung Cộng phải tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, việc khai thác trên đất liền, trên Biển Đông, trong thềm lục địa Việt Nam của Tàu Cộng xem như bất hợp pháp, vi phạm công pháp quốc tế một cách trắng trợn. Với tư cách là tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những người tranh đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc và tất cả những người tranh đấu vì dân chủ và tự do tôn giáo đang bị quý vị cầm tù ngay trên lãnh thổ của Việt Nam. Với tư cách là tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xác định việc chính quyền Cộng sản Hà Nội cho phép Tàu Cộng khai thác dầu khí tại Biển Đông hoàn toàn là trái phép theo công pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng tất cả những hợp đồng giao kèo mà Cộng sản Việt Nam ký kết với các công ty ngoại quốc hay bất kỳ một quốc gia nào đều vô giá trị và không được thu xếp. Giai đoạn kế tiếp của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao với các nước, các quốc gia đồng minh, nhất là Liên hiệp Âu Châu và Đông Nam Á. Một khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo có được sự công nhận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, sau khi thành công trong việc giải thể tà quyền cộng sản tại quê nhà, đường lối và chính sách của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ do nội các công bố. Hôm nay chúng tôi chỉ xin nêu ra vài việc trước mắt. Thứ nhất là quyết tâm giành lại lãnh thổ biên giới phía Bắc mà Cộng sản Việt Nam đã nhường cho Tàu Cộng ước tính 19.000 cây số vuông. Xóa bỏ tất cả các hợp đồng song phương mà Cộng sản Việt Nam ký kết với Tàu Cộng trong mọi lĩnh vực. Đóng cửa tất cả các công ty xí nghiệp của Cộng sản Tàu Cộng và trục xuất các công nhân Trung Cộng trá hình cũng như tất cả người Tàu sống bất hợp pháp tại Việt Nam ước tính hơn 3 triệu người. Mở cửa cho các công ty của các nước đồng minh thành lập các cơ sở kỹ nghệ và thương mại để phát triển kinh tế quốc gia. Và sẽ chính thức ký hợp đồng với các công ty dầu khí Hoa Kỳ và các nước đồng minh để khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Chủ trương tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế công nhận, phối hợp với các quốc gia nằm dọc theo sông Mekong, tức là sông Cửu Long, nhờ quốc tế làm áp lực bắt buộc Tàu Cộng phải kiểm soát việc thải nước lũ tại các đập thủy điện. Đến nay đã có hơn 7.000 đập thủy điện do Tàu Cộng xây dựng, cũng như cấm Tàu Cộng thải tất cả những chất độc hại trên thượng nguồn
làm tổn hại đến nền nông nghiệp, ngư nghiệp cũng như đời sống người dân của các quốc gia ở hạ nguồn, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Để đáp ứng với tình hình mới, khí thế mới, Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ thực hiện các công tác ưu tiên tổ chức chính phủ như sau: thiết lập 6 bộ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Văn hóa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Quốc phòng, Bộ Tài chánh và Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ An ninh Tình báo Kỹ thuật Điện tử. Còn các bộ khác sẽ được thiết lập sau tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh. Yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mở một tòa đại sứ chính thức và xây dựng lại mô hình Dinh Độc Lập và cơ ngơi tại sa mạc Adelanto. Thúc đẩy Chính phủ Hoa Kỳ truy nã và tiếp tục đánh tăng tất cả tài sản, chương mục ngân hàng của các tên đầu sỏ cộng sản cướp giật của dân chuyển sang Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức và qua nhiều trung gian khác nhau. Với sự hợp tác của toàn dân, Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ đặt ưu tiên hàng đầu và các công trình tái thiết đất nước. Các chính sách, kế hoạch của Đệ Tam đều cố gắng tiếp nối những chính sách đường lối tốt đẹp mà trước đây nền đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa đã đề ra và áp dụng, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh cũng như bị cộng sản xâm lăng nên bị gian dở. Trong hoàn cảnh mới, Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ quyết tâm thực hiện những dự án nêu trên vì chúng ta có những điều kiện thuận lợi hơn, tức là đất nước không còn cảnh chiến tranh, được Hoa Kỳ và Liên hiệp 27 nước trong khối Âu Châu yểm trợ. Vì chính phủ chúng ta cũng có thực lực về tài chánh, không còn phải lệ thuộc vào ngoại viện, nhờ lợi tức cho việc phối hợp với các công ty ngoại quốc khai thác dầu thô và dầu khí tại Biển Đông trong thềm lục địa Việt Nam, cũng như những số tiền ngoại tệ hàng năm trên 10 tỷ mà người Việt của chúng ta ở hải ngoại gửi về Việt nước Việt Nam để giúp thân nhân hoặc để làm ăn. Tổng số tiền đó hơn 10 tỷ đô la US một năm. Do đó, chính phủ chúng tôi tin chắc là chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mạng toàn dân giao phó để tái thiết đất nước. Những dự án đó cũng nói lên tâm huyết của chính phủ trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương và dân tộc Việt Nam. Để đạt được những mục đích nêu trên, chúng tôi cũng mong toàn thể quý vị đồng bào ở quốc nội cũng như hải ngoại phải đồng lòng hậu thuẫn, yểm trợ và cho phép chúng tôi có tư cách pháp nhân đại diện cho toàn dân Việt Nam để ra trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực thi công pháp quốc tế giúp giải thể tà quyền cộng sản nơi quê nhà, hầu mang lại một nền dân chủ tự do cho đất nước. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là trong giai đoạn này, chúng tôi chỉ là những kẻ đứng mũi chịu sào trong công cuộc đấu tranh một mất một còn với Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những chính phủ, là chính phủ của những người dân Việt đang bị cộng sản cướp nước,
đang lưu vong nơi xứ người, lại không hề nhận tài trợ của bất cứ ai và cũng chưa thâu thuế của người dân. Sau khi hoàn tất việc giải thể chế độ tà quyền cộng sản, chúng ta sẽ tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế để toàn dân Việt Nam qua lá phiếu của mình bầu chọn những người có khả năng đạo đức hơn để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và cải thiện đất nước. Trong dịp lễ đăng quang hôm nay, chúng ta cũng không quên ngày 1 tháng 11 vừa qua là ngày mà người Việt quốc gia của chúng ta kỷ niệm quốc khánh của Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chúng ta có may mắn định cư ở hải ngoại, được hưởng mọi quyền tự do dân chủ của con người trong các xã hội văn minh, thì ở quốc nội, đồng bào chúng ta đang bị cộng sản đàn áp dã man khi họ muốn thể hiện lòng yêu nước của mình trước âm mưu quán nước của các đầu sỏ cộng sản Việt Nam. Chúng tôi một lần nữa đặc biệt kêu gọi tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội nhân dân, hãy rời bỏ hàng ngũ, trở về với chính nghĩa quốc gia dân tộc trong tinh thần huynh đệ cùng mang chung dòng máu Việt. Chúng tôi cũng xin thay mặt Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để kêu gọi quý vị dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý chiến hữu, hậu duệ và giới trẻ Việt Nam, nếu còn nghĩ đến tiền đồ của dân tộc, nên sát cánh tham gia với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để chúng ta có sức mạnh và tư thế giải thể tà quyền cộng sản, bảo vệ tổ quốc chống tàu cộng xâm lược. Trong dịp nhận trọng nhiệm này, chúng tôi xin tất cả quý vị cùng chúng tôi tưởng niệm ngày giỗ thứ 55 của cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm sát ngày 1 tháng 11 năm 1963 do một nhóm tướng lãnh phản bội lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Xin hương hồn của cụ ở nơi chốn thần cửu cầu bầu cùng đấng tối cao giúp cho chính phủ chúng ta thành công trong việc triệt hạ tà quyền cộng sản, để chúng ta có thể tiếp nối lại chính sách nhân bản của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, đó là mang lại cơm no áo ấm, thiết lập nền tự do dân chủ thanh bình và thịnh vượng cho toàn dân tộc Việt Nam. Chiến trống tại Tủ Nghĩa Đường đã vang lên là hồi chuông báo tử cho chế độ cộng sản. Nhân Việt bất ly.
đế, trời Phật luôn phù hộ, độ trì, ban bình an cho tất cả chúng ta. Trân trọng kính chào quý đồng bào và tất cả quý vị. Julia xin kính chào quý khán giả, quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây, Julia xin trình lên quý vị bản Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Phần 1. Lược sử hình thành Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chương 1.1. Tâm thức. 11.1.1. Ý thức. Sống phải sung mãn khí Việt, chết phải hóa linh khí Việt. Đất nước ta vốn tiềm linh tụ khí, dân tộc ta tất nhiên phát sinh nhân kiệt. Chủ đạo Việt có truyền thống vô bại và văn hóa đại hòa, được ấn chỉ, ấn quyết và đã ấn chứng trong suốt nguồn mạch văn hiến văn lang, lấy làng làm căn bản xã hội, được minh xác trong Kinh Dương Vương, là quốc đạo, là minh triết, rất nhân chủ và dân chủ, nay gọi là tổ tiên chánh giáo, đại đạo sinh tồn của Việt Nam. Và tới đây, hy vọng sẽ là kỷ nguyên mới của nhân loại, được mặc khải là tân dân minh đạo, đã phát khởi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân năm 1987. Đại đạo sinh tồn là nhu cầu sống thực tại và thăng hoa của nhân loại, có mục đích phù trợ các đại tôn giáo trên con đường giải thoát, cứu độ hay cứu rỗi chúng sinh. Lịch sử cứu quốc và kiến quốc hiện nay phải triệu tập cho được anh thư, anh hào, tuấn kiệt Việt Nam trong nước và toàn cầu để tụ cho được nguồn linh khí thiêng liêng vô bại của đất trời Việt Nam, của xương tủy, máu thịt Việt Nam, của nền văn hiến Việt đạo đã được sáng hóa bởi tiền nhân, do nhân dân và của chính chúng ta vậy. Chủ lực Việt phải thấu nhập linh khí để phát huy minh trí và minh triết cho chính thân tâm mình, gia đình, dân tộc và nhân loại. Sấm sử truyền tụng trong nhân gian và khát vọng của dân tộc từ xưa đến nay vẫn minh chứng rằng khi sơn hà nguy biến, quốc gia lâm nguy thì hồn thiên sông núi, anh linh ngàn đời tiên thánh tổ sẽ tái xuất sinh để tụ anh và điều động toàn dân cùng khối chủ lực của thế hệ chiến thắng. Lãnh tụ từ đó khởi sinh, không phải từ cá nhân, không phải do bất cứ một nhóm hay thế lực nào, mà từ trong nhân gian, từ nguồn thiên linh khí đất trời và từ đấu tranh hóa hiện để cứu quốc và kiến quốc. Niềm tin đó là sức mạnh vạn thắng. Niềm tin đó báo hiệu một khúc quanh lịch sử của dân tộc và thăng hoa theo thời gian. Có thể là thông điệp cho cả nhân loại, báo tin sự trỗi dậy của nòi giống Việt thông minh, cần cù, bất khuất
và Hùng Anh. Nhân đạo tính là nguồn sống tâm linh và ý thức cao quý nhất, tiềm tàng trong tâm thức của người Việt Nam. Tiên hiền liệt tổ đã mưu một tuyên xưng hành xử nhân đạo trong suốt mạch sống lịch sử. Vũ trụ bao la, thế giới chập chùng không bờ bến, tâm thức, ý thức và tri thức vẫn là những bất hòa sâu sắc tế vi. Chỉ có nguồn mạch nhân chủ được khai thông, hóa giải được bất hòa, tạo mối an hòa thì chư nhân mới quảng lạc. Đó là diện mối của nhân đạo Việt, là tinh Việt, tính Việt vậy thay. Lịch sử loài người đã kinh qua nhiều biến hóa từ hàng triệu năm. Nhưng thử nghĩ xem, cả nhân loại có dân tộc nào đủ quán tính để hành xử, thương yêu, thành đạo sống, nhân đạo như người Việt Nam. Gần 5.000 năm lập quốc, nhân đạo tính đã trở thành minh triết của dân tộc. Nền nhân chủ, cương thường đã hóa hiện trong suốt mạch sống của lịch sử, đã trở thành nhân tính Việt, là ánh quang minh rực rỡ nhất của cả nhân loại, đã thể hiện trong cung cách của tiền nhân, thương dân yêu nước, thương yêu cả muôn triệu anh hùng đã siêu linh trong thánh sự, thương yêu cả khói mây mê muội giặc xưa khi họ xâm phạm đất trời Việt Nam. Cây đa lá thụ, muôn muôn cội trùng, tử sinh trên khắp mặt núi sông. Ôi, vô cùng vô tận, sâu thẳm trùng khơi, dung dung chứa chứa, vạn vạn sóng biếc, ảo ảo vô biên, huyền năng vô tận, là dạt dào, là tối thắng của tầng sóng đáy trùng trùng điệp điệp, là sức bật vô song, chí thượng của dân ta. Đã bao lần nhân đạo Việt xung tỏa diệu năng, làm tinh thế cho chủ động, chủ thắng, là cội rễ của ý chí quốc dân. Kìa, nhìn xem dập Bắc ác lan mà dân ta còn tha được, đã tử trận vẫn còn được ta siêu độ tế linh. Lại nhìn xem tướng thần Phạm Ngũ Lão, thương nước non mà đâm thịt chẳng đau. Ôi, nhân đạo đã là tính Việt, trở nên tinh Việt, tạo ra linh Việt, mở khí nhân, sáng linh tâm, ắt nhiên trí tỏ. Cười dũng, chí hùng, ôm cả đại thế trong lòng, dạ mang mang Việt Nam, làm gì cũng phải tụ chí nhân, tự chí thành, tức hòa thông nhân đạo Việt. Muốn khôi phục nước thì trước hết phải lấy lại đạo, lấy lại diền mối của dân tộc. Người dân Việt Nam bản chất thông minh, cần cù đầy nhân hậu và nghĩa dũng, là miếng đất màu mỡ tươi tốt cho cương thường đạo lý và các hạt giống tốt lành của tín ngưỡng đâm chồi, nở nhụy khai hoa. Đức từ bi hỷ xả nhân ái hiền lương của tôn giáo đã thành cội rễ trong lòng dân Việt. Gác lại những nguyên do và uẩn khúc khác, chỉ thâu nhận những tinh hoa phù hợp với linh Việt, tính Việt và truyền thống Việt, sẽ may thay là con đường quang lạc cho thế giới khi bế tắc hay tạm thời bị nghẽn động, như dòng sông cuồn cuộn bị bờ đất nhỏ cản trở. Nhưng dòng nước lũ sẽ cuốn phăng rác rến, đào xoáy vỡ bờ để xuôi dòng thế sự. Trong sự góp phần khai thông của toàn dân Việt Nam, dòng mạch sống của dân tộc sẽ tiếp tục tiến ra bể khơi, hút lên tận trời, thành mưa, tiếp tục tưới thấm những mầm cây, làm nảy lộc đâm chồi, hưng quang nòi giống và xanh tươi đời sống. Nói cách khác, khi cùng tất biến, đó là lẽ huyền thông của vũ trụ. Cho tới khi hy vọng gần như tan tành, thì sự phản ứng quyết liệt mới bộc phát. Tà quyền sẽ bị đào thải hay bị tự hủy diệt. Công chính và công lý sẽ khởi sinh để tạo sự đoàn kết, lật đổ bạo quyền, đưa nước Việt lên vinh quang, hòa bình, an lạc, hoàn tất hội rồng mây tụ đỉnh, hạ thế tiên bồng. Chương 1.2
nhận định. Cấu tạo địa lý của Việt Nam thật đặc biệt trong vị trí Đông Nam Á, là cửa ngõ ra Thái Bình Dương, là đầu cầu quân sự khi có chiến tranh, là giao điểm của văn minh Trung Ấn và Tây Phương, là nơi quân bình cán cân Đông Á về kinh tế, là kèm một bên là Trường Sơn có Cửu Long Giang bọc hậu, một bên là Thái Bình Dương có thềm lục địa xây bờ, chứa đựng biết bao dầu khí, khoáng sản, quý kim, trân ngọc, mà cho đến nay vẫn còn đang được thám hiểm và nghiên cứu. Nhưng tiềm tàng nhất không phải là vị thế địa lý, chính trị, quân sự, kinh tế hay các mỏ khoáng, mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới, mà là vị thế văn hóa, là cái nôi văn minh của nhân loại. Đây là một khám phá không phải mới mẻ, mà đã được truy tìm và nhìn nhận như một bí mật của thứ vũ khí tư tưởng cực kỳ linh thiêng, tối thắng trong việc khôi phục lại quốc đạo và thần thế của dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong vị trí Đông Á và trên toàn thế giới. Mặc dù ngày nay nhân loại thật đã quá thiên lệch về vật thể và lý trí, văn minh của khoa học, kỹ thuật và tiềm năng kinh tế đóng vai trò chủ động trong hầu hết an bài của xã hội, con người đã tiến một bước khá dài trong việc khám phá thiên nhiên và cố thay đổi đoạt quyền của tạo hóa. Mặc dù bản chất sinh lý của nhân loại thì có tính giới hạn, nhưng tư tưởng thì vô hạn. Tuy nhiên, trong mải mê của các tìm kiếm bảo vệ sự sinh tồn bằng nhãn quan khoa học, chúng ta đã để cho giới hạn của chủ nghĩa hiện sinh và các duy chủ nghĩa bao gồm duy lý, duy tâm và duy vật đã và đang khống chế sự phát triển có tính thông thiên tri, liên hợp với vũ trụ quan, hòa hợp với nhân sinh quan và đặc thù vô giới hạn của suy tưởng nơi con người. Nhưng nếu duy tâm thuần khiết thì e rằng nhẹ đi các nhu cầu bản thể xác thịt và lý trí suy luận. Còn nghiêng về duy lý thì đương nhiên thiếu sót phần thực chất và tâm linh. Thậm chí có loại chủ nghĩa duy nhân cũng được bàn đến và coi như có vẻ là toàn vẹn hơn các duy chủ nghĩa kia. Tuy nhiên, ngoài xác thân, con người còn có phần hồn tính thông nối với trời đất, với thiên liêng, với càn khôn vũ trụ và cõi vô hình. Tóm lại, các duy chủ nghĩa này cũng có thể đã tự khiếm khuyết để trở thành lỗi thời. Nhưng nguy hiểm thay, các duy này hiện là nguồn gốc của bốn khuynh hướng đang ngự trị trong cấu trúc xã hội hiện nay là tư bản, cộng sản, xã hội và duy tâm. Tư bản và cộng sản bề ngoài có vẻ dễ hòa đồng nhau hơn vì cùng chịu ảnh hưởng của vật chất, nhưng lại dị đồng và đối kháng gay gắt trong cơ cấu. Cái chung, cộng và tư riêng còn nhiều dị biệt. Còn khuynh hướng xã hội vì chưa tạo được bề thế nên cũng chỉ đưa ra một thứ lớp lang tạm thời cho các quốc gia đang nghiêng ngả giữa hai con đường tư bản và cộng sản. Hay đúng hơn, một loại sơn bóng trên gỗ mục, một miếng thuốc dán để trị bệnh ung thư, không thể bật lên được tầng chủ nghĩa, đừng nói chi là chủ thuyết hay đạo. Còn duy tâm chủ nghĩa muốn đưa con người hướng thượng lại gần với tạo hóa linh tâm, nhưng lại tạo ra những triết gia giữa chợ đời, nên dù có được khoác thêm chiếc áo duy linh, được nhiều vị đại sĩ giảng dạy, nhưng cũng không vượt qua được xác thân hiện tại và hiện thực. Nhân gian hay khuyên lơn nhau rằng có thực mới vực được đạo, đã ngầm nhắc nhở đến cái thực tế tuy phũ phàng, hạ cấp, nhưng khó thể quên được. Như miếng ăn kia, tuy tầm thường, nhưng tới giờ này chưa có một siêu nhân hay thánh nhân nào có thể dứt bỏ hoàn toàn hay nhịn ăn cả đời. Tư bản và cộng sản có lớp lang hơn đã chuẩn bị cho mình tầng chủ nghĩa và dùng chính sách lớn giúp bé, giàu giúp nghèo để cột chặt
và thầm lặng chế ngự các dân tộc nhược tiểu kém văn minh hơn. Qua hình thức lý giải biện chứng của căn bản vật chất hay bằng cách tặng tay này, lấy lại tay kia. Mang tiếng là viện trợ, nhưng kẻ nhận không biết ơn người cho. Tiếng là nước lớn giúp nước bé, nhưng làm cho nước bé thành lệ thuộc. Trật tự xã hội bị đảo điên. Cùng gọi là nước anh em nhưng không bình đẳng. Anh rồi mới tới em. Có biết đâu lớn cũng do nhiều nhỏ mà thành. Có nghèo mới đẻ ra giàu. Hơn nữa, hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản tuy có điểm khác biệt, nhưng tự trung, căn bản vị của hai chế độ này chỉ là sự so sánh tư liệu hữu hình. Dù cho vô sản hay tư bản, cũng là cách phân định chủ quyền quản lý vật chất nằm phía cá nhân hay tập thể mà thôi. Cũng theo thực luận của Duy Lý thì cực thịnh của tư bản khó tránh khỏi tình huống tiến đến vô sản do phương thức tự do cạnh tranh và cuối cùng kẻ khôn lanh rồi cũng thu đoạt quyền sở hữu của những người hiền lành, chậm chạp, kém khả năng hơn. Ngược lại, sự bố trí phân chia của cộng sản chủ nghĩa khi tiến triển thì tư liệu sản xuất cũng sẽ bắt đầu tạo ra sở hữu vật chất cá nhân. Vô hình chung tiến tới tư bản vị, phát sinh khuynh hướng tư bản là cơ sở của tư bản chủ nghĩa vậy. Sự thay đổi quyền sở hữu vật chất này là yếu tố căn bản làm cho cả hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản đi vào vòng lẩn quẩn. Cực thịnh của tư bản sẽ phát sinh tiểu dị cộng sản và sự phát triển tối đa của cộng sản sẽ tạo ra tư bản, nếu không nói là hai dị đồng này sẽ tự xáo trộn nếu không biến thái, tinh, kịp thời, hòa được tiểu dị vào đại đồng, hay nói theo dịch lý là dung chứa thiếu dương trong thái âm, đưa thiếu âm vào thái dương, thì cả hai chủ nghĩa quyền lực này sẽ bị đào thải là lẽ tất nhiên. Nếu hai chủ nghĩa này tự tương nhượng hay thỏa hiệp để tồn tại, thì lại tạo ra một thứ công tư chủ nghĩa, một thứ đường lối tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một vòng tròn lẩn quẩn không nói thoát. Các khuynh hướng này hiện nay tuy cố dung hòa, nhưng vì chính những mâu thuẫn sâu sắc tế vi trong phạm trù chủ nghĩa lại là đường nét chính yếu của chế độ, nên không ngừng xung đột nhau. Vì quyền lợi vật chất khiến sự chung sống hòa bình chỉ là mong manh, hay nói đúng hơn, phải điều đình hay tạm thời nhân nhượng nhau, nhưng phải luôn thủ thế. Như cặp vợ chồng không hợp nhau, càng nhịn càng tức và sẽ có ngày nổ bùng để đi tới ly dị. Nhưng tiếc thay, thế giới chưa có trọng tài nào đủ uy tín và khả năng để xét xử hay ngăn trở những xung đột khi trở thành quyết liệt như một nhu cầu sống còn. Vả lại, các thế lực không đơn giản như cặp vợ chồng sống chung dưới mái gia đình, mà vì con cái có thể nhân nhượng nhau suốt đời. Do đó, khi có quốc gia, các khối không thích hợp, mâu thuẫn nhau, sẽ tách rời, khởi sự chiến tranh để tiến tới xâm lăng hay hủy diệt nhau mà thôi. Thiết nghĩ, tuy văn minh nay quá thiên về lý trí, với thị trường và nguyên tắc thống trị, đưa đến đấu tranh đẫm máu giữa các trục quyền lực, xã hội vẫn sâu xé tranh giành ảnh hưởng. Nhưng nếu ý chí nhân loại vì nền an hòa chung, phải cần tìm ra nền văn minh nào khác dựa trên tình người, trên yêu thương, với nguyên lý thân tộc để hòa được các thế lực và hai nhu cầu chính của nhân loại gồm vật chất cũng như tinh thần, hay nói rõ hơn giữa quyền lợi, xác thịt và nhu cầu tư tưởng, tâm linh, thì hòa bình có thể duy trì lâu dài, xã hội thoát khỏi cảnh cạnh tranh, con người thoát khỏi bế tắc của tư duy và bất chính của tư tâm, tạo được nhân hòa đã được diễn giải trong chủ nghĩa tân dân chủ, chủ thuyết tân nhân chủ và tân dân minh đạo. Cá nhân hòa thuận thì xã hội mới hoan ca và thế giới an lạc. Đó chẳng phải là thái bình minh triết đó sao? Nếu không,
nhân loại khó tránh được một cuộc thánh chiến khủng khiếp hay một cuộc tương tranh khốc liệt để quyết định giữa hai thế lực mượn danh lương tâm và tội ác, hay đúng hơn giữa thần quyền và thế quyền vậy. Chương 1.3 Lược sử Việt Nam cận đại. Sau khi Pháp khống chế triều đình nhà Nguyễn, bộc lộ giả tâm đô hộ Việt Nam, thì cuộc khởi nghĩa Cần Vương được khởi xướng, nhưng không thành công. Nhiều nhà ái quốc đã tiếp nối đứng lên lãnh đạo quần chúng, tạo thành nhiều lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp, ròng rã, kiên trì và oanh liệt trong suốt hơn một thế kỷ qua. Sau cùng, do ảnh hưởng tình hình chính trị quốc tế, vì phải đối phó với các cao trào chống đối ngay trong nước Pháp, vì thất bại trận Điện Biên Phủ và do sự can thiệp của Hoa Kỳ, Pháp đành phải rút lui khỏi Việt Nam. Đảng Lao động Đông Dương, một hình thức ngụy trang và là tiền thân của Cộng đảng Việt Nam, do tên Hồ Chí Minh, một gián điệp tàu cộng giả làm người Việt Nam cầm đầu, dựa vào đệ tam quốc tế cộng sản, dùng bạo lực giả mang và thủ đoạn lừa bịp để sát hại và cướp công của tất cả các lực lượng kháng chiến, tiếp nhận ấn tín từ Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, đã chiếm ngự được miền Bắc nước ta năm 1945. Tập đoàn này được các nước cộng sản anh em chi viện và giao phó nghĩa vụ quốc tế để tiếp tục xâm lăng miền Nam Việt Nam, đã phá hủy biết bao tiềm năng của đất nước, nhất là thế hệ thanh niên. Họ đã bị dụ dỗ, bị lợi dụng, bị ném vào một cuộc chiến đẫm máu, tuyệt vọng, không hề có tương lai. Nam Việt Nam lúc đó tuy đã trưng cầu dân ý, trút phế Hoàng đế Bảo Đại, lập một chính phủ dân chủ theo chế độ Cộng Hòa và đã thực hiện tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu kín, bầu Thủ tướng Ngô Đình Diệm làm Tổng thống đệ nhất Cộng Hòa ngày 26 tháng 10, 1954 và đệ nhị Cộng Hòa do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm Tổng thống ngày 1 tháng 9, 1967. Nhưng vì là tiền đồn chống cộng của toàn Đông Nam Á để ngăn chặn sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, do đó bị lệ thuộc ngoại viện nên cho dù dân chúng và các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã kiên cường anh dũng chiến đấu, chống đỡ, nhưng cuối cùng bị thất thủ ngày 30 tháng 4, 1975. Từ ngày Cộng sản cưỡng chiếm toàn bộ Việt Nam, nhân dân ta tưởng chừng như sẽ thoát được khói lửa chiến tranh, sẽ được hưởng thống nhất hòa bình, cùng chung sức xây dựng đất nước. Trái lại, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản vì quá đắc chí và mải mê trong ngu muội của một chiến thắng ngoài dự trù, đã tự lộ ra những xảo quyệt, tinh ma, trá hình trong thời kỳ đấu tranh gian khổ, đã quên đi tình máu mủ đồng bào, nên mau chóng hiện nguyên hình là những con ác thú khủng khiếp. Thay vì áp dụng một chính sách ân xá, hóa giải hận thù, Bắc Bộ Phủ đã dùng biện pháp trả thù tàn bạo, cầm tù, sát hại biết bao nhà ái quốc, những anh tài của đất nước, mong tiêu diệt mầm mống chống đối tại cả hai miền Nam Bắc, tiếp tục gây biết bao thương tâm và tội ác đối với nhân dân Việt Nam cùng hai nước láng giềng Lào và Campuchia. Chương 1.4 Bối cảnh lịch sử. Gần 100 năm cận đại kể từ cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương do trung thần nhà Nguyễn chủ xướng là giai đoạn đầu tiên chống thực dân Pháp. Giai đoạn 2 do hai nhà ái quốc Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh khai sinh, tuy bắt nguồn từ tư tưởng Thái Tây nhưng có ý niệm quốc dân, đã bừng lên một số ý thức căn bản cho các cuộc đấu tranh cách mạng kế tiếp. Vì chủ trương của hai nhà cách mạng này có phần khác biệt đã tạo nên mầm mống cho nhiều khuynh hướng đấu tranh sau này. Trong đó có hai khuynh hướng chính. Một là vận động nước ngoài hỗ trợ như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Hai là khuynh hướng tổ chức đảng từ trong nước như Quốc Dân Đảng, Duy Dân và Đại Việt phối hợp nhau. Nhưng tự trung vẫn chưa thể huy động toàn lực nhân dân Việt Nam thành khối thống nhất,
để rồi cuối cùng sinh ra cuộc tranh chấp nhau kịch liệt giữa những đảng phái quốc dân và đảng lao động Đông Dương, tức Việt Nam Quốc tế Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam trá hình. Thật ra, hai khối này tuy chủ trương vận động toàn dân kháng Pháp, nhưng về tư tưởng, phương cách hoạt động đều bị ảnh hưởng từ nước ngoài. Nhất là Việt Minh hoàn toàn do sự lãnh đạo bí mật của Đảng Cộng sản Quốc tế, đặt tổng hành dinh tại Mạc Tư Khoa. Khối còn lại gồm phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ, chịu ảnh hưởng của Nhật và Quốc dân đảng, thì bị chi phối bởi Quốc dân đảng Trung Hoa. Dù vậy, hai khối lực này cũng không đủ thực chất dân tộc và phương cách hành sự thiếu tinh thần dân chủ, nên chưa thể gầy dựng và huy động được sức mạnh của toàn dân. Cuối cùng, Cộng sản Đông Dương dựa vào Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, dùng thủ đoạn lừa bịp và bạo lực dã man để sát hại và cướp công kháng chiến của tất cả các khối lực khác và chiếm được miền Bắc Việt Nam. Âm mưu này do Hồ Chí Minh, một gián điệp tàu cộng, đã được cải dạng thành một người Việt Nam, lấy tên của một người thư ký Việt Nam tên là Nguyễn Sinh Cung, tự Hai Côn, tức Nguyễn Tất Thành, con của cụ Nguyễn Sinh Huy, quê quán tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sau khi Nguyễn Sinh Côn bị thiêu cháy trong trận hỏa hoạn tại Thư viện Hồng Kông năm 1930. Âm mưu này gọi là Ly Miêu Tráo Chúa, nhằm biến Hồ Chí Minh thành một nhà ái quốc Việt Nam, tạo cho y có môi trường xâm nhập vào các tổ chức đấu tranh yêu nước chống thực dân Pháp và đứng ra nhận công lao kháng chiến. Sau khi đã thanh toán tất cả những nhà ái quốc chân chính khác, Hồ Chí Minh và đồng bọn trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhân cơ hội Pháp rút lui để cướp chính quyền miền Bắc, tạo ra chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng thực chất là do tàu cộng dẫn đạo. May thay, trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp cũng đã khởi lên những tư tưởng dân tộc, dân chủ và nhân sinh, do các nhà lãnh đạo kỳ tài có uy lực và tạo được đặc chất cách mạng, phải có lẽ đạo và tâm linh ảnh hưởng đến các tầng lớp nhân dân như các ngài Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, Lý Đông A đã giúp phần không nhỏ trong việc tô bồi lại nền móng và chỉ đạo một số thanh niên trong thế hệ kế tiếp duy trì và phát triển tư tưởng, lập trường dân tộc. Tuy nhiên, vẫn chưa nảy sinh được Tuấn Kiệt để lãnh đạo thanh niên quy tụ anh hào, tập hợp sức toàn dân để cứu nguy cho đất nước khi chủ nghĩa cộng sản bành trướng tại Việt Nam. Suốt gần một thế kỷ qua, sau khi Hồ Chí Minh cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền quốc gia tại miền Bắc năm 1945 và sau đó xâm lăng miền Nam 1975, đã phá hủy biết bao tiềm năng của đất nước, nhất là thế hệ thanh niên. Họ đã bị lợi dụng, bị ném vào một cuộc chiến đẫm máu, tuyệt vọng để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản và các chế độ Tây Sai ngoại bang. Sức đề kháng từ quần chúng và lực lượng quốc gia chân chính đã nhiều lần bộc phát. Nhưng tiếc thay, vận hội dân tộc chưa tới, tiềm năng của quốc gia chưa được tận dụng triệt để. Sức mạnh vô địch của nhân dân và thanh niên Việt Nam chưa được lãnh đạo và kết tụ thành hùng lực, vạn thắng vô song, để biến thành một cuộc cách mạng toàn diện chân chính, xóa bỏ các ảnh hưởng ngoại lai, cứu nguy dân tộc. Giai đoạn quốc gia suy yếu này cũng khởi từ các tư tưởng phương cách tổ chức rập khuôn theo Âu Mỹ và Nga Tàu, không hoàn toàn thích hợp với bản tính và bản chất trung hậu, hiền hòa của dân tộc Việt Nam. Hậu quả là miền Bắc thì nghèo đói lạc hậu, còn miền Nam thì ly tán, băng hoại. Hiệp định Paris đã tố cáo rõ hai nhà cầm quyền Nam Bắc không có chủ quyền. Miền Bắc chỉ là công cụ hoàn toàn lệ thuộc, là tay sai Cộng sản Quốc tế Nga Tàu. Còn miền Nam, tuy được xây dựng bằng tinh thần dân chủ, cố gắng phục vụ cho dân, nhưng vì sự phá hoại của Cộng sản Việt Nam không thể tạo được nguồn máy sản xuất, tự túc kinh tế, nên dần bị ngoại viện chi phối, không thể độc lập, tự chủ
và toàn vẹn chủ quyền. Để rồi sau Hiệp định Paris tháng 12 1972 được công bố ngày 27 tháng 1 năm 1973, sự rút lui từng phần để tiến đến toàn phần các lực lượng đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, tức nhà cầm quyền miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, là một trong những lý do quan trọng kéo theo sự suy sụp toàn bộ thể chế miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi cưỡng chiếm toàn bộ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thực hiện âm mưu của Tàu Cộng, lấy củi đậu, nấu đậu, dùng người Việt, giết người Việt, đã thủ tiêu tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một công cụ của Hà Nội dựng lên, làm bình phong che giấu giả tâm xâm lấn miền Nam Việt Nam. Một số lớn các chiến sĩ quốc gia dân tộc, bao gồm các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng cảnh sát quốc gia, lực lượng hành chánh tại các cấp, các lực lượng đấu tranh, phát xuất từ tôn giáo, các nhà ái quốc, các đại diện tinh thần chân chính, lực lượng các chính đảng, các đoàn thể nhân dân võ trang tự vệ, kể cả những cán binh, bộ đội, đảng viên Cộng sản ly khai, đã thức tỉnh, quay về với cội nguồn dân tộc, đã bị bắt bớ, sát hại trong các nhà giam tập thể, gọi là trại cải tạo, mọc lên như nấm từ Bắc đến Nam Việt Nam. Một số vị anh hùng đã tụng tiết, một số không ít rút vào miền đầm lầy, các vùng sơn cước hoặc các thôn xa để mai phục, kháng chiến. Một số khác đã cải danh tánh, sống bám vào thành thị, chờ thời cơ tiếp tay phục quốc. Trong cơn quốc biến nhà tan, một số anh chị em đã tháo chạy ra nước ngoài để tạm lánh sự càn quét, trả thù, đầy thú tính của bọn Việt Cộng và tay sai. Một mặt cũng để bảo tồn lực lượng, chờ dịp thuận lợi sẽ cùng toàn dân xông lên giải cứu quốc gia. Trong số đó, có thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam, một khối lực lượng trọng yếu cũng mang tâm huyết như vậy. Họ là nền tảng xây dựng phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ sau này. Chương 1.5. Hình thành phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Thế rồi trong suốt bao năm qua, tại quốc nội, tầng lớp quân dân cán chính và thanh niên Việt Nam vẫn noi gương tiền nhân, tiếp bước theo chân các anh hùng kháng chiến, các lực lượng phục quốc đang tô thắm thêm cho màu cờ đại nghĩa, dân chủ, dân tộc. Tại hải ngoại, thế hệ trẻ một mặt phải dấn thân vào các công tác văn hóa xã hội để duy trì truyền thống dân tộc, phần phải đóng góp vào một số công tác của các bậc tiền phong, phần phải mau chóng thích nghi với đời sống mới, phần phải ra sức thu thập nhanh chóng và sâu rộng kiến thức, văn minh, khoa học, kỹ thuật của các quốc gia tiên tiến, đáp ứng nhu cầu tiến thân. Nhưng họ vẫn mang hoài bão phục vụ quê hương xứ sở, như ngọn lửa thiêng liêng luôn âm ỉ trong lòng. Họ biết nhục với cái nhục mất nước, biết đau với niềm đau của dân tộc, và vẫn luôn nuôi quyết tâm lấy lại giang sơn đang tạm thời bị khống chế bởi bạo quyền cộng sản. Lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh, dù trong hay ngoài nước, cũng là một, vẫn theo dòng sinh mệnh của dân tộc, vẫn có mặt với lịch sử và sẵn sàng tiếp nối truyền thống của cha anh, đứng lên viết trang sử mới. Họ tiên liệu được hệ thống vô sản trên toàn thế giới sẽ bị phản phục đổi thay. Cộng sản rốt cuộc sẽ bị công phá, bị tự hủy diệt ngay tại thành trì vững chắc nhất của chúng, Mạc Tư Khoa, và dĩ nhiên sẽ kéo theo sự suy sụp thê thảm của chủ nghĩa cộng sản tại các nước Đông Âu và trên toàn thế giới. Và ngay tại Việt Nam, các cao trào đấu tranh đòi dân chủ tự do sẽ thêm phát động mãnh liệt, cho tới ngày quét sạch chủ nghĩa cộng sản trên quê hương. Năm Đinh Mão 1987, ông Đào Minh Quân, một thành viên sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, nguyên là trưởng đoàn văn nghệ đấu tranh của lực lượng người Việt quốc gia năm 1981 đến 1983, sau khi hệ thống cơ cấu phôi thai của Việt Nam Tân Dân Chủ Đảng thành chủ nghĩa Tân Dân Chủ
đầu tiếp xúc, vận động những chính khách, những vị lãnh đạo có uy tín, xin ý kiến triệu tập một quốc dân đại hội để biểu dương ý chí đại đoàn kết, thống nhất lập trường dân tộc. Hầu có đủ tầm vóc công bố quốc dân quyết nghị thành quyền lực quốc dân, nhằm giải thể các cơ chế do Cộng đảng Việt Nam thành lập mà không cần phải tiến hành một cuộc cách mạng đẫm máu. Ngày 4 tháng 8 năm 1989, ông được Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão sau khi đệ trình được Hội đồng và Việt Linh Nguyên Lão chấp nhận toàn văn bản sơ thảo quốc dân quyết nghị, ông cùng triết gia Lương Kim Định ký phổ biến thư gửi cho quốc dân đồng bào kêu gọi hậu thuẫn bản quốc dân quyết nghị này. Để tỏ rõ ý chí của dân tộc trên trường quốc tế, ngày 17 tháng 8 năm 1989. Sau đó, ông quyết định cống hiến tài sản cá nhân làm kinh phí cho những người có thiện tâm, thiện chí đi khắp thế giới để vận động và phổ biến, xin thêm ý kiến đóng góp, đồng thời mời gọi đồng bào, quý vị, tiền bối, thân hào, nhân sĩ, dấn thân. Cao quý thay, không những hân hoan bổ túc ý kiến mà hàng trăm vị nhân sĩ, chủ tịch các hội đoàn hải ngoại và lực lượng kháng chiến quốc nội đã đến tận văn phòng diện kiến chủ tịch ban thường vụ, nghiêm chỉnh nhận tham gia trong hai cơ chế được mời gọi. Hơn thế nữa, hầu hết đã ký tên đồng ý bản sơ thảo quốc dân quyết nghị này, làm căn bản chính trị cho đại cuộc cứu quốc và kiến quốc của quốc dân Việt Nam. Thành quả rất quan trọng lạ thường chưa từng có này trong cộng đồng người Việt đã làm cho tà quyền Hà Nội và Tây Sai nao núng. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải họp phiên khẩn cấp tại Sài Gòn vào ngày 15 tháng 8 năm 1989, thay vì họp tại Hà Nội như mọi khi, để đưa ra biện pháp đối phó. Một mặt chúng mua chuộc lũng đoạn hàng ngũ báo chí hải ngoại, công phá uy tín của triết gia Lương Kim Định. Một mặt chúng gây phân hóa trong hàng ngũ liên đảng cách mạng Việt Nam, là một thành phần quan trọng trong kế hoạch tổ chức quốc dân đại hội. Mặt khác, chúng khơi dậy lòng đố kỵ và tự ái trong tổ chức An Việt và mua chuộc báo chí, tung những lời đồn đãi, tạo sự ngờ vực trong quần chúng. Áp lực nặng nề này khiến triết gia Lương Kim Định lo ngại quốc dân đại hội bất thành, lòng dân thêm tan rã, phải dằn lòng tự quyết định giải tán ban thường vụ với lý do vì quá nhiều người tham dự nên phải mở ra thêm nhiều văn phòng liên lạc tại khắp nơi chứ không tập trung về một cơ quan như trước. Nhìn thấy được nguy cơ đang bị phân hóa, lọt vào âm mưu của kẻ địch sẽ bị ngoại vây, nội loạn, chịu sự đánh phá nhiều mặt trên nhiều trận tuyến và quan trọng nhất là để tranh gây mất hoàn. Và quan trọng nhất là để tránh gây mất đoàn kết, làm tổn thương niềm tin của đồng bào. Dù đã tốn kém quá nhiều tâm huyết và tài chính, ông Đào Minh Quân đành phải tuân hành chỉ thị ngưng mọi hoạt động bên ngoài, nhưng âm thầm củng cố phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, gây dựng cho thế hệ trẻ kế tiếp, tạo thêm tiềm lực để đương đầu với tình thế khi cần. Đầu năm 1990, tình hình thêm khẩn trương, nhiều lực lượng trong quốc nội ra mặt đấu tranh, kêu gọi toàn bộ thành phần kháng chiến Nam Bộ đang uất hận vì bị Cộng sản lừa bịp, bắt chanh bỏ vỏ, cùng tham gia đòi tự do, dân chủ và nhân quyền. Cộng sản liền tăng cường bắt bớ và đàn áp. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Cộng sản Việt Nam phải cho lưu hành tập tài liệu nội bộ có tên Hoạt động của một số thế lực thù địch và chống đối để cảnh giác toàn đảng. Nhưng thành phần lãnh đạo trong mặt trận giải phóng miền Nam trước đây như Hoàng Minh Chính, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu, Nguyễn Văn Trí, đặc biệt là Nguyễn Hộ, một thành viên chủ chốt của mặt trận giải phóng miền Nam, đã thức tỉnh, nhận ra họ đã bị lừa gạt, làm công cụ chiếm miền Nam, rồi bị cho ngồi chơi xơi nước, nên rất bất mãn với chế độ bất công và bất xứng của Cộng sản Bắc Việt,
nên đã cùng những người miền Nam từng theo Cộng sản tập kết ra Bắc, đứng ra thành lập câu lạc bộ kháng chiến để gầy dựng lại tư thế chính trị. Vì không muốn đơn độc, nên họ rất muốn liên kết với hải ngoại. Khi được tin chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời manh nha thành hình, mong tạo được sức mạnh liên thủ trong ngoài, để qua đó đòi quyền tự trị miền Nam như sự hứa hẹn của Cộng sản Bắc Việt trước năm 1966. Nhưng Bắc Bộ Phụ đã nuốt lời và còn dùng thủ đoạn bắt chanh bỏ vỏ, tìm cách bắt bớ, tiêu trừ vây cánh của mặt trận giải phóng miền Nam, nên Nguyễn Hộ chính thức ly khai đảng Cộng sản, bỏ Sài Gòn, lánh về sông Bé để thành lập Liên minh các lực lượng dân chủ ngày 21 tháng 3 1990. Nắm lấy cơ hội này, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ quyết định phổ biến thông cáo số 1 do ông Đào Minh Quân, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đại diện tuyên đọc ngày 30 tháng 4 1990 để công khai hóa hoạt động và chính thức đề ra giải pháp tổng tuyển cử tại Việt Nam. Cùng ngày, các thành viên trong phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đã tích cực hỗ trợ cho cộng đồng Nam Cali rầm rộ xuống đường, biểu dương khí thế chống cộng của người Việt tại hải ngoại, hòa chung với làn sóng đấu tranh chống cộng của đồng bào trong quốc nội. Lần đầu tiên, sau 15 năm lưu vong, một cuộc tập hợp trên 3.000 người Việt tại Nam Cali trong ngày quốc hận thể hiện tinh thần chống cộng quyết liệt. Nhiều hội đoàn lực lượng người Việt tại hải ngoại rầm rộ biểu tình tuần hành, đọc những bản tuyên ngôn, tuyên cáo chống cộng nảy lửa. Bọn Cộng sản rất nao núng, dồn hết mọi nỗ lực để đưa ra một chiến dịch quốc tế vận quy mô bằng cách nộp hồ sơ tại Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 giả tạo của y. Đồng bào và những tổ chức đấu tranh chân chính của người Việt chống cộng ở hải ngoại đã cùng nhau gửi khoảng 1 tấn kháng thư đến Liên Hiệp Quốc để chống đối. Thêm vào đó, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ phát động chiến dịch lăn tay già hồ, mồ chôn cộng Việt và ký đạp mặt Hồ Chí Minh do Tổ chức Dân sự Việt đề xướng, có tác dụng lột trần sự thật và tội ác của thần tượng giả hiệu này, khiến Liên Hiệp Quốc phải hủy bỏ việc cứu xét hồ sơ của già hồ ngày 19 tháng 5 1990, tạo thêm một thắng lợi chiến lược có tầm vóc quốc tế, làm tan rã sự cấu kết của tập đoàn lãnh đạo Bắc Bộ Phụ từ lúc đó. Chương 1.6. Thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tháng 8 năm 1990, Hoa Kỳ quyết định đưa quân vào Kuwait để ổn định tình hình Trung Đông. Và theo tiên đoán của các nhà thời cuộc, thì sau đó vấn đề Đông Dương cũng sẽ lần lượt được giải quyết. Cộng đảng Việt Nam lo ngại sẽ bị cô lập và tiến tới giải thể, nên tăng cường thêm nhiều cán bộ tuyên vận và địch vận cao cấp như Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Cơ Thạch ra hải ngoại để vận động cầu cạnh Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 9 năm 1990, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tàu, cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ Viện, khẩn cấp triệu tập Bộ Ba, Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để thúc ép ký kết mật nghị ngày 4 tháng 9 năm 1990. Mật nghị này để thực hiện thủ đoạn từng bước xâm lăng, biến Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu trong vòng 30 năm. Tàu Cộng cũng ra lệnh Cộng sản Việt Nam bắt giữ và quản chế Nguyễn Hộ ngày 7 tháng 9 năm 1990 tại sông Bé để tránh nội loạn. Đường bay Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu tấp nập những chính khách, chính trị gia muốn đón gió trở cờ. Nhiều đoàn thể, lực lượng người Việt quốc gia hoang mang, nản chí. Ngay tại thủ đô người Việt tị nạn Việt Nam vùng Nam Cali, chỉ còn duy nhất một lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nhỏ được kéo lên tại khu phố Nguyễn Huệ, nằm trên đường Bosa và Ward.
Hoàn cảnh người Việt tại hải ngoại lúc bấy giờ như rắn không đầu. Nhiều chiến sĩ quốc gia bị sa sút tinh thần, chán nản, hốt hoảng, lo âu. Không thể chần chờ được, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ gấp rút thực hiện lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa dài nhất thế giới trên 90 feet ngay tại trụ sở Trung ương thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản và quyết định đứng ra triệu tập Đại hội Dân Chủ Đoàn Kết để thỉnh thị ý kiến của quý vị nhân sĩ, trí thức và đồng bào Việt Nam trong ba thế hệ, lão niên, trung niên và thanh niên để thành lập một chính phủ thực thi đại đoàn kết các lực lượng người Việt quốc gia chân chính với mục đích giúp dân cứu nước, giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam trực diện đương đầu với Tàu Cộng. Tâm chí thư thay hiệp mời do phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ phổ biến ngày 20 tháng 9 năm 1990 được gửi đến hầu hết tất cả các đoàn thể lực lượng chống cộng tại hải ngoại. Tuy nhiên, vì tình hình lúc bấy giờ tối sáng chưa phân định, nhiều người còn đợi chờ, ngần ngại, chưa mạnh dạn tham dự. Báo chí, truyền thanh, truyền hình không dám đăng tải các bản tin tức liên quan đến biến cố này, sợ bị liên lụy. Có kẻ còn đóng vai là người bàng quan để chờ đợi kết quả. Chỉ có vài cơ quan báo chí, truyền thông vì chức năng thông tin đã can đảm phổ biến tin tức của đại hội, nhưng cũng không quảng bá rộng rãi được. Do đó, Ban chấp hành Trung ương Việt Nam Tân Dân Chủ quyết định tự ấn tống hàng trăm ngàn tờ truyền đơn và phát hành rộng rãi liên tục 17 số báo dân ý để loan truyền tin tức đại hội, thu thập ý kiến rộng rãi của quần chúng về việc thành lập chính phủ. Ngày 21 tháng 10 năm 1990, sau khi vượt qua mọi đe dọa, thử thách và trở ngại, đại hội đã được triệu tập, nhất trí trao quyền cho phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đứng ra mời gọi thành lập chính phủ với danh xưng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Đây là chính phủ của những người dân Việt bị Cộng sản cướp nước. Thể theo lời yêu cầu của một số đồng bào, nhân sĩ, phong trào thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ đã mời cụ Nguyễn Trân nhận lời hy sinh gánh vác trách nhiệm thủ tướng, một vai trò rất nguy hiểm và chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực nặng nề trong tình hình quá rối ren và phức tạp lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, cụ Nguyễn Trân xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Thêm cụ bà lại mang trọng bệnh, và vì văn phòng thường trực không thể tập hợp được một đại hội có sự tham dự của đại diện tất cả người Việt trên toàn thế giới như cụ mong muốn. Vì tình hình chính trị thế giới đột biến quá nhanh chóng, Hoa Kỳ và khối tự do đã tiến hành những kế hoạch ảnh hưởng đến Á Châu và Việt Nam. Liên Hiệp Quốc chính thức nhận đứng ra giải quyết cuộc diện Campuchia. Các cao trào trong quốc nội thêm sôi sục nổi dậy, đòi tự do và nhân quyền lan tràn khắp nơi. Để kịp thời ứng phó với tình thế khẩn trương rối ren trong quốc nội và hải ngoại, cần phải có ngay một vị lãnh đạo sáng suốt, có tinh thần dân tộc và lòng ái quốc chân chính, có lập trường chống cộng vững vàng, minh bạch và dứt khoát, có quá khứ trong sạch, có tình thương đậm đà với đồng bào ruột thịt Việt Nam, có tấm lòng tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, hầu tạo dựng đủ tư thế và cương vị để lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn sóng dữ, trực diện đương đầu với tà quyền, tà phụ Cộng sản Hà Nội trên khắp các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế và quốc tế vận. Ngày 11 tháng 12 năm 1990, một phiên họp khoáng đại được tổ chức tại văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời với sự tham dự của thư ký đoàn trong Đại hội Dân Chủ Đoàn Kết và một số quý vị có lòng với đất nước, cùng với Ban chấp hành Trung ương phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, nhất trí đưa đến quyết định mời ông Đào Minh Quân, người đang được Thủ tướng Nguyễn Trân ủy nhiệm, làm xử lý văn phòng thường trực của Chính phủ, đứng ra nhận trách nhiệm quyền Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời.
Tuy nhiên, ông Đào Minh Quân đã từ chối và đề nghị thỉnh mời những vị nhân sĩ có uy tín hơn. Sau cùng, đại hội đã đi đến quyết định trưng cầu ý kiến của đồng bào bằng cách dùng phiếu đề nghị để thỉnh mời một trong số 27 nhân sĩ tương đối có tiếng tăm lúc bấy giờ ra nhận trọng nhiệm thủ tướng. Nếu có đồng bào nào không tín nhiệm những vị này, có thể tự đề nghị một nhân sĩ khác do chính mình chọn lựa. Để thay Thủ tướng Nguyễn Trân, dù được đề nghị nhưng ông Đào Minh Quân xin rút tên, do đó trên phiếu trưng cầu dân ý chỉ có tên của 27 vị mà thôi. Các phiếu này sẽ được mở ra vào ngày 20 tháng 2 năm 1991. Điều khó khăn là trong lúc đã thành lập chính phủ, lại không có thủ tướng, văn phòng thường trực và phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Một mặt kêu gọi vận động, một mặt thỉnh cầu những người có lòng ra giúp nước, nhưng vẫn chưa được đáp ứng nồng nhiệt. Trong lúc đó, Cộng sản Việt Nam đã sai Nguyễn Cơ Thạch và Nguyễn Thị Bình đến Hoa Kỳ để vận động. Mặt trận giải phóng miền Nam cũng vội vàng cho Trần Văn Trà và Nguyễn Thị Định đến Mỹ, cử người liên lạc với văn phòng thường trực, bày tỏ thái độ sẵn sàng kết hợp. Nhưng họ chỉ muốn trình bày kế hoạch trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mà thôi. Văn phòng thường trực không thể giải quyết được yêu cầu này, chỉ biết một mặt tha thiết kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Trân đổi ý, nhưng cụ khẳng định từ chối. Mặt khác, ráo riết đưa ra lời thỉnh cầu liên tục trên nhiều số báo dân ý và các cơ quan truyền thông, báo chí. Lúc này, lại thêm vài tờ báo Việt Giang đã bắt đầu đánh phá Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từ trong trứng nước, nên càng không có vị nào dám đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng, sợ bị bôi nhọ, tiêu hủy thanh danh. Ngày 17 tháng 1 năm 1991, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ lại khẩn cấp triệu tập đại hội để quý nhân sĩ trong cộng đồng đưa ra nhân tuyển thủ tướng, nhưng kết quả vẫn không có vị nào đề nghị hay tự can đảm đứng ra nhận trọng nhiệm trước lịch sử. Trong các đại hội kế tiếp, toàn thể tham dự viên nhất trí mời ông Đào Minh Quân, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhưng ông Đào Minh Quân vẫn từ chối với lý do chưa có hậu thuẫn và chưa đủ uy tín. Công việc vẫn bị bế tắc cho đến ngày 10 tháng 2 năm 1991, một phiên họp gồm đại diện ba thế hệ, lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam, phối hợp với phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, tổ chức Dân Sự Việt, Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ và Văn phòng Thường trực, đồng nhất trí thỉnh cầu ông Đào Minh Quân một lần nữa vì đại cuộc mà hiến thân trong vai trò Thủ tướng Chính phủ. Cuối cùng, ông Đào Minh Quân chấp nhận tạm thời giữ nhiệm vụ này cho đến khi tất cả phiếu đề nghị được mở ra công khai trước đồng bào. Ông nhấn mạnh rằng sẵn sàng trao lại trọng nhiệm Thủ tướng cho bất kỳ vị nào được đồng bào tín nhiệm. Ngày 16 tháng 2 năm 1991, Dương lịch, tức là ngày mùng 2 Tết Tân Mùi, đại lễ tuyên thệ nhận trọng nhiệm thủ tướng đã được cử hành tại thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản vùng Nam Cali, Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến lịch sử trong công cuộc đấu tranh cứu nước của toàn dân, được ghi nhận là ngày tàn của chế độ Cộng sản. Ngày 20 tháng 2 năm 1991, văn phòng thường trực tiến hành việc mở thùng phiếu đề nghị của đồng bào gửi về như đã công bố. Trước sự giám sát của đại diện tổ chức Dân Sự Việt, Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ, văn phòng thường trực và một số đồng bào nhân sĩ tự nguyện làm việc trong ban kiểm phiếu. Sau khi thùng phiếu niêm phong được mở ra, ông Đào Minh Quân đã nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của những đồng đội chiến hữu, nhân sĩ và đồng bào biết đến ông. Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy ông đã đạt được trên 65% tổng số phiếu đề nghị ủng hộ và yêu cầu ông nhận trọng nhiệm thủ tướng. Sau khi kết quả phiếu đề nghị được chính thức công bố, văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, theo chỉ thị của thủ tướng, đã phổ biến nhiều công hàm đến Liên Hiệp Quốc và các nước tự do, chính thức công bố sự hiện diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời
phủ nhận tư cách đại diện nhân dân Việt Nam của tà phủ, tà quyền Cộng sản Việt Nam trong danh xưng là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công cụ của Cộng đảng Việt Nam, tay sai của Cộng sản quốc tế, không xứng đáng là đại diện cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Cũng ngay sau đó, nhân dân Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thay mặt cho những người Việt tị nạn Cộng sản cướp nước, Thủ tướng Đào Minh Quân đã ký quyết định vô hiệu lực và không chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả những văn kiện, giao kèo hay hợp đồng liên hệ đến tài sản, tinh thần và vật chất của nhân dân Việt Nam do Tập đoàn Cộng sản Việt Nam ký kết với bất kỳ cá nhân, tập thể hay bất cứ quốc gia nào. Sau khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1991, quyết định này được chính thức gửi đến tất cả các nước trên thế giới như một văn kiện đối chứng trong tương lai. Sau khi chế độ Cộng sản tại Việt Nam sụp đổ, đồng thời Thủ tướng đã lập tức ban hành chính sách Đại Đức, Đại Ân Xá, Việt Cộng, Bỏ Cộng Còn Việt, Việt và Việt nhất định không thù hận chém giết nhau. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh trên đời hiền liêng trên bao công lao. Nước công của dân tranh đấu vì sinh cho nên độc lập. Học sinh như chi tuổi tay chân sức mới đầu. Xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng vững xây quê hương. Việt Nam ơi, tốt quốc ca, sao mà ban lúc trước xuân hạ, sương máu này còn rất tuyệt vời. Đất nước này trao xây dựng, con cháu cùng gánh vác thiêng liêng, sao nỡ để các cụ phân lâm, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để giặc thù xâm lấn, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công đô cấu kết nhau, đem đi làm dân hiến cho bầu, ôi đưa Việt bằng chi đưa mai. Đồng bào ơi, hãy xiết tay, lưng từ lưng phá đất xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Cầm tay nói chí anh hùng, chung sức cùng vững xây quê hương. Việt Nam ơi, đất nước ta, sao mà đang đứng trước sơn hà, sương máu này còn vẫn tuyết bay.
chiến thoát trung lưng, sao nhớ mấy giấc thu sầm lâm, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này trao xây dựng, con cháu cùng mấy vác trung lưng, sao nhớ mấy giấc thu sầm lâm, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy không nô cấu kết nhau, em Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi hãy chia tay, lưng vào lưng phá đất xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Hãy chuẩn bị cờ vàng cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do Canh Tí 2020. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh.